Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 111. Chương 1101, bắt đầu, 4. Tôi đã hiểu ý của ngài, tôi sẽ truyền đạt xuống. Mozart nói, kế hoạch tổ chức các hoạt động sang năm sau khi được định ra, sẽ nộp lên bàn làm việc của ngài. Gretchen mở miệng nói, hoạt động tổ chức lần tiếp theo chắc chắn phải để đến sang năm. Nhưng cho người trẻ tuổi cơ hội để lựa chọn lần nữa, có thể không cần phải chờ. Sau khi cuộc tuyển chọn này kết thúc, có thể vận động ngay. Mozart phụ họa nói, đề nghị này rất tốt. Chris nhìn hai người một chút, cười nói, các người cũng không phải người phụ trách của bộ môn này, không cần các người phải đi đắc tội người khác, cho nên lời nói phải nói một cách nhẹ nhàng. Mozart và Gretchen đều lộ ra nụ cười, xác thực như vậy. Thay đổi vị trí của những người thừa kế mà các thế lực cũ trong các bộ môn đã tốn công bồi dưỡng tỉ mỉ. Sự cản trở sẽ gặp phải, tất nhiên sẽ lớn vô cùng, đây chính là làm một việc đắc tội đến người khác. Gretchen mở miệng nói, có lẽ, có thể thay đổi cách suy nghĩ, có một chỗ, có thể tụ tập lại rồi xem xét tình huống để có thể giải tán. Hai bên lẫn nhau đều có thể lại dễ tiếp nhận hơn, xem như là một phương án tầm trung. Mozart nói, tôi đã đoán ra được là chỗ nào. Chris mở miệng nói, vậy thì gọi Verdon đến đi, ngày mai tới phòng làm việc của ta một chuyến là được. Verdon, Elros người cầm roi cấp cao nhất của hệ thống đòn roi kỷ luật. Tất cả tiểu đội thành lập xong, 6 người sau cùng, tự động thành một đội. Philomena ở trong đội cuối cùng kia, tiểu đội của bọn họ cũng lấy số thứ tự cuối cùng, cũng chính là 20. Khi bọn họ đi ngang qua, thu hút sự chú ý của các thành viên tiểu đội khác. Karen cúi đầu xuống, không nhìn xem bên kia, là anh loại bỏ Philomena ra khỏi tiểu đội. Nhưng anh cũng không có hứng thú đi cười trên nỗi đau của người khác hay khiêu khích trêu chọc gì, làm vậy cũng không có ý nghĩa gì. Băng đứng ở trên đài cao phía trước nhất, nhìn về phía tất cả tiểu đội trước mặt, mở miệng nói, ta lại nhắc nhở một lần, không nên quá liều mạng, còn sống mới là điều quan trọng nhất. Nói xong, băng giơ tay lên, hô, cuộc tuyển chọn cuối cùng, bắt đầu. Trận pháp sư bắt đầu ngâm sướng, bức tượng Augurev khổng lồ này bắt đầu truyền ra tiếng vang liên tiếp. Lập tức, Karen phát hiện những viên gạch khu vực dưới chân tiểu đội mình bắt đầu không ngừng mà mở rộng ra ngoài. Khoảng cách giữa các tiểu đội cũng đang không ngừng bị kéo giãn ra, mở rộng đến khi đạt diện tích bằng nửa sân bóng thì mới dừng lại. Ở vị trí biên giới mỗi khu vực xuất hiện ánh sáng màu đen, tạo thành kết giới phân chia, sẽ không để cho các tiểu đội quấy nhiễu lẫn nhau. Bắt đầu! Ventura lập tức bước đến phía ngoài nhất bởi vì tạm thời còn không phân biệt được trước sau, cho nên cậu ta bắt đầu bước đi dọc theo phía ngoài, bắt thì theo bước chân của Ventura mà dạo vòng quanh. Vị trí bên trong thì Blanche cũng bắt đầu bước đi, trận pháp sư và triệu hoán sư giai đoạn trước sẽ không cần phải tăng cường gì cả. Cho nhiệm vụ hiện tại của cô đó là cam đoan hai người đứng vòng ngoài trong giai đoạn đầu được tăng cường đầy đủ. MAS bắt đầu bố trí trận pháp. Karen xuất hiện ở bên người cậu ta, hỏi, chuẩn bị bố trí trận pháp gì? Việc này không thể nào báo trước, bởi vì khi đó cũng không ai biết rõ khu vực này sẽ rộng đến mức nào. MAS trả lời, trận pháp phòng ngự 3 tầng Kendos. Ta có đọc qua về nó, đưa một phần vật liệu cho ta cùng cậu bố trí. Cùng giống với tiểu đội thứ 3 đang lu bù làm việc, còn có tiểu đội thứ nhất và tiểu đội thứ 7. Mà lúc này, phía trên khu vực của mỗi tiểu đội đều xuất hiện một vòng xoáy màu đen, bên trong vòng xoáy truyền ra tiếng thú gào thét và tiếng va đập của lồng sắt tiếng, đằng sau vòng xoáy màu đen chắc hẳn nối liền với lồng giam. Âm thanh của băng truyền khắp khu vực của tất cả tiểu đội, đối tượng của vòng thứ nhất, huyễn thú hư không mác. Sau khoảng sau 10 phút nữa sẽ tiến vào, xin mọi người, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mác là huyễn thú được sinh ra từ trong hư không, mác không phải là một tên riêng, mà là tên gọi của chủng sinh vật này. Bởi vì bọn chúng còn kém rất xa so với huyễn thú Compassini, chỉ có sinh vật đạt đến cấp độ kia mới có tư cách có được tên riêng thuộc về mình. Ventura lập tức đi đến trước vòng xoáy không gian màu đen vừa được hình thành, sau lưng của cậu ta, theo thứ tự là Bart và Blanche đứng cách một khoảng. Karen nói với MAS, ta cho rằng mục tiêu của vòng thứ nhất không có cách nào vượt qua vòng ngoài của chúng ta, cậu cứ tiếp tục yên tâm bố trí trận pháp. Vâng, đội trưởng. Karen lại lập tức ra lệnh với Ashley. Ashley,
lập tức triệu hồi ra hình chiếu của con yêu thú mà cô cảm thấy vô dụng và yếu ớt nhất, để nó bay vào trong vòng xoáy chịu chết, vừa lúc giúp chúng ta nhìn xem thứ gì sẽ được đưa vào ở vòng tiếp theo. Quy tắc cũ, chúng ta nhìn trộm để trước. Chương 1102, Tiểu đội Tinh Anh, 1. Bên trong chuẩn mực hành động của một tiểu đội, tình báo vĩnh viễn ở cấp độ ưu tiên cao nhất. Karen cũng không cho rằng phía tổ chức tuyển chọn sẽ thiết kế tất cả mọi hạng mục đều hoàn hảo đến mức không chút tì vết chút nào. Trên thực tế, anh có thể nhìn thấy rõ ràng sự thô kệch từ mọi chỗ trong cuộc tuyển chọn này. Sau phần kiểm tra an ninh thì bất cứ hành vi gì cũng sẽ không bị cho rằng là gian lận, đều sẽ được cho phép. Bên trong vòng xoáy màu đen phía trên kia, thế nhưng, rõ ràng có âm thanh va đập của lồng sắt truyền đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đối tượng kiểm tra ở lượt thứ hai thứ ba tiếp đến đang đứng xếp hàng ở phía sau. Sau khi Ashley nhận được mệnh lệnh của đội trưởng, lập tức cúi đầu xuống bắt đầu tìm kiếm trên hai bên cánh tay của mình. Vô dụng nhất, nó. Ngón tay giữa của Ashley đặt ở trên một vết xăm nhỏ, ngâm sướng nói, người bạn chân thật nhất của ta, tiên đế. Bây giờ, ta thỉnh cầu sự trợ giúp của ngươi, hy vọng ngươi có thể truyền lại sức mạnh của mình đến bên cạnh ta, trợ giúp ta vượt qua nguy nan. Vừa dứt lời, hai con ngươi Ashley trở nên trống rỗng, ngay sau đó, từ vị trí cánh tay trái của cô phát ra một tia sáng trắng, hình chiếu của một con chim lớn màu trắng xuất hiện. Con mắt của nó là màu xanh thẳm, lông vũ của nó là màu thuần trắng, thân hình của nó là sự ưu nhã, sự xuất hiện của nó tựa như là lời thuyết minh cho sự thần thánh. Sở dĩ Ashley sẽ lựa chọn nó là bởi vì cái con yêu thú biết bay tiên đế này, nó ngoại trừ nhìn đẹp mắt, không có những tác dụng khác. Nó cũng sẽ xuất hiện trong các buổi nghi thức, tô vẽ thêm cho nghi thức, là một loại linh vật. Cho nên, dựa theo đội trưởng yêu cầu, Ashley triệu hồi nó ra đầu tiên. Lúc này, Ashley đang khống chế cái hình chiếu này, hoặc là nói là cô đang tiến hành dẫn dắt cái hình chiếu của tiên đế này. Sau khi lượn một vòng quanh không trung, tiên đế bay thẳng vào vòng xoáy màu đen phía trên. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sau đó là một tiếng nổ vang bùm truyền đến, vài miếng lông vũ ảo ảnh bay ra từ trong vòng xoáy màu đen bên rồi từ từ tiêu biến. Hiển nhiên, tiên đế thần thánh đã hoàn thành sứ mệnh thần thánh của nó. Có lẽ người tổ chức bên trong vòng xoáy màu đen cũng không ngờ tới vậy mà lại có loại chuyện này xảy ra. Nhưng sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, bọn họ vẫn ngay lập tức giết chết con chim lớn dám can đảm bay vào xem trộm đề này. Khụ khụ khục, ánh mắt của Ashley khôi phục bình thường, hít sâu một hơi, che ngực ho khan liên tục mấy lần. Đằng sau chiếc lồng đang giam giữ Mark, còn giam giữ huyễn thú Sagai, đằng sau còn có huyễn thú Redina, tôi nhìn thấy cả huyễn thú Pusen. Ashley quay đầu nhìn về phía Karen, nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hô, tôi còn nhìn thấy một cánh cửa lớn màu bạc khác, tiên đế cảm ứng được hơi thở phong cấm rất đáng sợ, đó là không gian phong ấn. Tác dụng mà Ashley thể hiện ra lúc này lớn hơn so với trong dự đoán của rất anh nhiều, thậm chí chỉ bằng những thông tin mà cô vừa mới cung cấp, cho dù là tiếp xuống theo Ashley không làm gì thêm thì cũng đã mang đến trợ giúp cực lớn cho cả đội. Thuở nhỏ cô và cha mẹ của mình làm bạn với những con yêu thú quý hiếm kia ở trong sở nghiên cứu, cô rất hiểu rõ về phương diện yêu thú. Không phải cảm giác quen thuộc giống như khi thấy qua sách vở, mà là chạm vào, ở chung, thậm chí, có lẽ đã từng thấy cha mẹ của cô tiến hành giải phẫu yêu thú. Karen vốn dự đoán là, Ashley có thể nói với mình yêu thú phía sau là có bộ dạng gì để mình suy tính một chút loại yêu thú đó có khả năng làm được gì để tiến hành bố trí trước. Nhưng Ashley cũng đã gọi tên của từng loại ra, chứng minh cô nhận biết bọn chúng. Điều này trực tiếp giảm bớt quá trình mình phải phán đoán, hoàn toàn có thể nhận được thông tin cụ thể về các mục tiêu tiếp theo từ Ashley. Giống như là biến thi đề đóng thành thi đề mở. Phía sau Mark còn có khoảng chừng 3 con huyễn thú, nếu như cho đến lúc đó trên trường thi vẫn còn có trên 2 tiểu đội còn đứng vững. Vậy sẽ phải sử dụng thần khí hệ linh hồn lấy ra từ trong không gian phong ấn của trật tự thần giáo để nó tăng độ khó cho phần thi. Lúc này, vòng xoáy màu đen phía trên biến mất. Karen biết đây là kịp thời vá lỗ hỏng lại. Bởi vì mặc dù giữa từng tiểu đội ngăn cách lẫn nhau bởi kết giới, nhưng tầm nhìn có thể nhìn xuyên qua. Cho nên việc lúc nãy vừa xảy ra của tiểu đội thứ ba chắc chắn cũng sẽ bị những tiểu đội khác trông thấy, đến lúc đó có khả năng sẽ học theo. Thậm chí, nếu cực đoan hơn một chút,
ném thẳng đồng đội vào trong hố đen cũng có khả năng. Rốt cuộc, phía tổ chức cũng không có khả năng đánh giết mấy người trẻ tuổi này giống như cách đối xử với con chim khi nãy. Cũng để tránh khỏi những biến cố và những tình huống không lường đến được tiếp theo thì không bằng đóng cái vòng xoáy màu đen vốn để tạo thêm bầu không khí, chờ đến giờ thì mới mở ra để thả huyễn thú. Huyễn thú mác, bản thể của giống như một con mắt khổng lồ, cấu tạo cơ thể mềm mại nhưng lại cứng rắn. Có thể phòng ngự rất hiệu quả, đồng thời thì trên da sẽ còn bài tiết ra độc tố gây ảo giác tinh thần, năng lực của bản thân là thôi miên sâu và vòng xoáy tinh thần. Adly nói ra thông tin mình biết về huyễn thú mác. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1103, Tiểu đội Tinh Anh, 2. Karen lập tức tiến hành điều chỉnh mới cho đội hình Ventura. Khi Mark xuất hiện, cậu lập tức khống chế nó lại. Pat. Sau khi Ventura khống chế Mark lại thì cậu tiến hành tấn công nó. Blanche tiến phòng ngự tinh thần giúp cho Ventura và Pat. Vâng, đội trưởng. Vâng, đội trưởng. Karen nhìn về phía MAS, nói, cậu tiếp tục bố trí trận pháp. Vâng, đội trưởng. Ashley, cô nghỉ ngơi đi. Vâng, đội trưởng. Blanche bắt đầu niệm chú, tạo ra một lớp phòng hộ màu đen trên người của Ventura và Bat. Lần niệm chú thứ hai tạo ra một thứ giống như cây dù xuất hiện ở đằng sau lưng của hai người. Cái trước là áo choàng thanh tẩy, cái sau là dù linh hồn. Sau một thời gian ngắn, vòng xoáy màu đen xuất hiện một lần nữa, một con quái vật có hình thể cao ngang hai tầng lầu giống như một con mắt khổng lồ rơi xuống từ bên trong. Hai tay Ventura giang ra, trên người trong nháy mắt được bao trùm bởi một tầng tinh thạch, cơ thể vốn nhỏ bé của cậu ta. Vào lúc này vậy mà bắt đầu mở rộng, cả người cao lên đến 2 mét, thể trạng cũng bởi vì tinh thạch đắp lên trên người mà tạo ra cảm giác cơ bắp, trật tự, tấm chắn bảo vệ. Cái này không coi là thuật pháp cao cấp gì, Karen cũng thường xuyên sử dụng, nhưng lúc Ventura sử dụng nó, tấm chắn được triệu hồi ra lại trực tiếp xuất hiện dọc theo hai cánh tay của cậu ta. Cậu ta dung nhập yếu tố của bản thân vào trong thuật pháp của trật tự, cho nên tấm chắn của cậu ta có màu bạc. Không chỉ có như thế, hai tấm chắn to lớn được triệu hồi ra giống như được khảm vào trên hai cánh tay của cậu ta vậy. Mark còn chưa rơi xuống đất, hai cái tấm chắn to lớn đã trực tiếp kẹp nó lại giữa không trung. Một màn này trông rất buồn cười, nhưng lại thật sự xảy ra. Karen đã sớm dự tính được năng lực của Ventura trên phương diện linh hồn cũng không phải là sở trường của cậu ta. Nhưng bởi vì từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, gần như mỗi ngày cậu ta đều phải sống trong sự đau đớn từ ổ uế. Cho nên linh hồn của cậu ta kiên cường hơn của người bình thường quá nhiều, cho nên lúc đó mới có thể vượt qua vòng tuyển chọn của đại khu. Thế nhưng thực lực thật sự cậu ta đang thể hiện ra là trên phương diện cơ thể. Cậu ta đột phá khỏi sự ô uế của bản thân, lại lợi dụng sự ô uế đó, dẫm lên trên nỗi đau đớn hành hạ mà có được năng lực cao hơn. Sau khi nghiêm túc sử dụng năng lực của mình, lúc bình thường cậu ta vốn rất dễ xấu hổ, giống như là người khổng lồ điên cuồng. Cả cơ thể bị kẹp lại, Mark theo bản năng tìm cách tránh thoát, nhưng Ventura hai tay không nhúc nhích, hai tấm chắn to lớn kia tất nhiên cũng không nhúc nhích. Mark không cách nào tránh thoát, trong nháy mắt đôi mắt của nó biến thành màu đỏ thẳm. Ba người gần nhất trong tầm mắt của nó theo thứ tự gồm Ventura, Bat và Blanche toàn bộ bị phủ lên một màu đỏ. Cho dù là Karen, MAS và Adly đứng đằng xa cũng đã nhận ra ánh mắt của mình có sự thay đổi. Blanche bắt đầu lùi hẳn về phía sau, căn cứ theo tình huống thực tế, kéo giãn khoảng cách an toàn cho bản thân, nhưng trong lúc lùi về phía sau, cô vẫn tiếp tục bảo vệ tinh thần cho Ventura và Bat. Hai chiếc dù màu đen càng không ngừng đang xoay tròn trên đỉnh đầu của hai người để loại bỏ sự ảnh hưởng của Mark lên tinh thần. Thấy Mark đã bị Ventura thành công khống chế lại, Bat nghiêng người về phía trước, hai tay rủ xuống dưới bỗng nhiên lại hất lên. Lấy hai bàn tay làm điểm trung tâm, da thịt vỡ ra, lộ ra một đoạn xương nhỏ màu trắng, ở trên bề mặt xương có những nét phù văn được điêu khắc rõ ràng. Rất khó tưởng tượng ra được những nét phù văn này là làm thế nào mà có thể khắc lên trên xương, mà Bat vì thế đã phải chịu sự đau đớn lớn đến mức nào. Nếu như nói Ventura là sau khi vượt qua nỗi đau của bản thân thì thực lực được tăng lên, vậy thì Bat là muốn tìm kiếm sức mạnh mà trải qua đau đớn. Sau một nhịp niệm chú ngắn ngủi, bên trong hai lòng bàn tay Bat xuất hiện hai thanh đao màu đen.
Karen đứng ở phía sau vẫn đang tập trung chú ý vào trong cuộc chiến cũng thấy rõ ràng, bát chuyển hóa xương cốt của mình thành một loại thánh khí. Việc này không chỉ có tăng cường và cường hóa cơ thể của cậu ta, đồng thời có thể dựa vào xương cốt để tăng lên trình độ sử dụng thuật pháp của bản thân. Bát hẳn là nghiêng về hệ thống của võ sĩ trên đảo Ám Nguyệt nhiều hơn, nhưng cậu ta không chỉ muốn bấy nhiêu đó thôi. Thân hình lóe lên, bát xuất hiện ở phía trên map, hai thanh đao màu đen trực tiếp đâm xuống người của nó. Hai bên người của Blanche xuất hiện hai bóng người giống cô như đúc. Trong chốc lát, ba Blanche cùng nhau niệm chú tiến hành cường hóa cho bản thân, Bát và Ventura thêm một lần nữa. Thật ra thì động tác của Blanche hơi chậm, cô nên bắt đầu tiến hành sớm hơn một chút. Nhưng tốc độ hành động của Bát nằm ngoài dự đoán của cô, đương nhiên, cũng có thể nói là do động tác của Bát nhanh, không thể trách Blanche. Tóm lại, sự phối hợp giữa các thành viên trong đội còn chưa đủ quen thuộc. Ông, hai thanh đao màu đen đâm vào cơ thể của Mark, không thể phá vỡ da của nó. Nhưng không đợi đến khi da của Mark lõm xuống hóa giải tất cả sức tấn công, hai khuỷu tay của Bát cùng run lên. Thu lực lại, hai thanh đao cũng không tiếp tục đâm xuống mà là thu về một khoảng cách ngắn. Theo đó, hai tay Bát đang rút về sau bỗng nhiên lại đâm xuống một lần nữa. Cậu ta đã rõ ràng đặc tính phòng ngự của Mark, đương nhiên sẽ không tấn công bằng chỉ một đòn duy nhất, mà là sử dụng phương thức tấn công với tần suất cao để tạo ra áp lực kéo dài. Ô, Mark phát ra tiếng rú đau đớn. Làn da của nó đang rạn nứt, khả năng phòng ngự của lớp da mềm mà nó vẫn kiêu ngạo trước sự tấn công của Bát đã mất đi, hiệu quả vốn có. Tuy vậy trên da của nó xuất hiện từng cái lỗ, sương mù màu xanh lá phun ra từ bên trong. Nhưng mà vào lúc này sự bảo vệ tự Blanche đã tới, bao phủ cơ thể của Bát lại, trợ giúp cậu ta triệt tiêu ảnh hưởng lên tinh thần của khí độc, để cậu có thể chuyên tâm tiếp tục tấn công. Thế tấn công của Mark trong trạng thái gần như điên cuồng với xương độc và tấn công tinh thần, quả thật không cách nào phá vỡ bố trí phòng ngự của Blanche lên động đội. Giống. Ventura phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể tựa như lại to lớn hơn một vòng, hai tay cũng trở nên càng cường tráng, kéo theo hai tấm chắn kia cũng trở nên càng cứng rắn hơn. Hai chân của cậu ta bắt đầu dang rộng ra, bắt đầu dùng lực mạnh hơn để đè xuống Mark, cái này không chỉ có thể cố định nó thêm một bước, cũng có thể để cho da của nó bởi vì chịu áp lực từ nhiều hướng, trở nên càng căng cứng hơn, cũng có thể để cho đòn tấn công của Bát càng thêm hiệu quả. Nhìn đến đây, trong lòng của Karen cũng không khỏi cảm thấy cảm khái, ba người này là thiên tài thật sự. Trên bản chất bọn họ cũng giống như mình, lúc người đồng lứa tăng cường thực lực từng bước một. Bọn họ đã sớm đào sâu tìm hiểu rộng, khai phát tiềm năng của mình và cũng đồng thời đặt vững cơ sở phát triển của bản thân sau này. Đây chính là chênh lệch lớn nhất giữa Richard và bọn họ. Lúc trước tính cách Richard rất lông bông, không thể nào tự tàn nhẫn với bản thân được như vậy. May mắn, cha của Richard bây giờ đã bắt đầu bổ sung bài tập cho cậu ta. Chương 1104, Tiểu đội Tinh Anh, 3. Trong lòng Karen không khỏi cảm khái, nếu như những người trẻ tuổi này đều là thành viên của tổ chức mình thì tốt biết bao nhiêu. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Ventura thì mình có thể lôi kéo vào, hai người Bát và Blanche thì là có bối cảnh kỵ sĩ đoàn, cũng thật quá đáng tiếc. Dùng loại thiên tài này để tạo thành tiểu đội đòn roi kỷ luật, đội trưởng Neo gặp được cũng phải chảy nước bọt xuống mà hâm mộ. Bên này cục diện cơ bản đã ổn định, chỉ cần chờ đợi Bát tiếp tục tạo áp lực rồi cuối cùng đánh vỡ giới hạn chịu đựng của Mark thì có thể giải quyết trận chiến đấu này, cho nên Karen cũng không ra tay. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tượng của Ogurev ở trên cao, Karen tin tưởng. Những vị lãnh đạo kia lúc này đang theo dõi tình hình của trường thi thông qua con mắt của bức tượng, cho nên lưỡi đao ám nguyệt và áo giáp hải thần của mình. Dùng là có thể dùng, nhưng cũng không thể dùng quá rõ ràng. Mặc dù mình đã tìm ra phương pháp để che đậy hình thái bên ngoài của hai loại thuật pháp màu, nhưng đối với loại chuyện này tốt nhất là không nên mạo hiểm. Karen nhìn về phía những tiểu đội khác, mọi thứ đều cần so sánh để xem xét. Phía bên mình chỉ dùng một nửa người đã có thể áp chế Mark dễ dàng, chỉ cần tốn thời gian giải quyết chiến đấu, đây cũng không phải là mang ý nghĩa Mark rất yếu. Trên thực tế, mấy tiểu đội xung quanh đã bị Mark chơi đùa gà bay chó chạy, cứ thế mà đánh ra tình thế ngang sức. Nếu như ngay từ đầu không có sự bố trí tốt, hoặc là nói, không có người để bố trí, đối mặt với loại huyễn thú tấn công tinh và xương độc cùng với phòng ngự bằng lớp da mềm bên ngoài Mark, thật là có thể khiến người ta nhức đầu.
nhưng Karen để ý đến ở chỗ tiểu đội thứ nhất vậy mà đã kết thúc chiến đấu, tiểu đội 6 người toàn bộ đều đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó điều chỉnh trạng thái. Nhanh như vậy sao? Một phương hướng khác, tiểu đội thứ 7 cũng đã kết thúc chiến đấu. Đây là hai tiểu đội kết thúc chiến đấu nhanh nhất. Nhưng mục tiêu thứ hai, cũng chính là huyễn thú Sagai, cũng không xuất hiện trên khu vực của tiểu đội thứ nhất và tiểu đội thứ 7. Cho nên, nhất định phải đợi đến sau khi những tiểu đội khác đều kết thúc chiến đấu mới có thể bắt đầu vòng thứ hai. Nói cách khác, kết thúc chiến đấu càng sớm thì có thể có thêm nhiều một chút thời gian để nghỉ ngơi. Có thể xem đây là một quy tắc rõ ràng, Karen vẫn không có ý định ra tay bởi vì trong lòng của anh đã có dự tính chung. Rốt cục, cùng với âm thanh như một quả bóng bị nổ, cơ thể của Mark rốt cục không chịu nổi áp lực nữa, nổ tung ra. Mặc dù tiểu đội của Karen sử dụng thời gian chiến đấu không phải là nhanh nhất, nhưng con Mark gặp phải tiểu đội của Karen tuyệt đối là con chết một cách tủi thân nhất. Vừa ra khỏi cái vòng xoáy, đã bị giữ lại trên không trung cho đến lúc chết. Ventura, Bat, lui về sau tiến hành nghỉ ngơi, trước khi những tiểu đội khác đều giải quyết xong huyễn thú của mình, con huyễn thú thứ hai sẽ không xuất hiện. Blanche, cô cũng nghỉ ngơi đi, không cần lãng phí sức lực để tăng tốc độ hồi phục của bọn họ, dùng thời gian để nghỉ ngơi. Vâng, đội trưởng. Ba người lên tiếng, toàn bộ lùi về phía trận pháp. Lúc này, rốt cục MAS hoàn thành trận pháp mà mình bố trí, nhưng dưới sự yêu cầu của Karen, trận pháp vẫn chưa được kích hoạt, vẫn ở trong trạng thái yên lặng như cũ. Huyễn thú Sagai, dựa theo cấp độ trưởng thành để tính, hình thể lớn hơn Mark từ gấp đôi trở lên, vẻ ngoài thoạt nhìn như là một con bạch tuộc, có rất nhiều xúc tu. Tinh thần lực của nó mạnh hơn so với Mark rất nhiều, mỗi một cái xúc tu đều có thể dùng làm điểm khởi động tấn công tinh thần, mặt khác, nó còn có thể phun ra nọc độc mang theo thuộc tính ô uế. Ô uế? Đúng vậy, đội trưởng, nhưng mà nọc độc của nó sau khi được rút ra, có thể làm thành nguyên liệu thuốc rất quý. Karen nhẹ gật đầu, nói với Ashley, cô đã nghỉ ngơi tốt chưa? Nghỉ ngơi tốt rồi, thưa đội trưởng. Giang hai cánh tay của cô ra, cho ta xem một chút. Được rồi, đội trưởng. Ashley săn ống tay áo của mình lên, đặt hai cánh tay trước mặt Karen. Karen quan sát một chút, chỉ vào hình xăm của một con thần lằn lửa, nói, đợi chút nữa, triệu hồi nó ra. Đội trưởng, nó không mạnh. Ngoại trừ trên thân nó có ngọn lửa rực cháy ra thì nó cũng không có chiêu thức tấn công nào cả. Nếu như không phải là bởi vì nó không biết bay, vừa mới nãy tôi cũng sẽ không triệu hồi tiên đế, mà sẽ trực tiếp triệu hồi nó. Chọn nó, không có việc gì. Lúc này, tất cả tiểu đội đều đã kết thúc chiến đấu, có hai tiểu đội bị loại ở vòng thứ nhất. Một tiểu đội là phân nửa người bị trúng chiêu tấn công tinh thần, không có cách nào thức tỉnh, dẫn đến dưới sự điều khiển của Mark, cả tiểu đội tự mình nội chiến. Một đội khác thì do không thể phá vỡ phòng ngự của Mark, bị Mark đánh bại ngược từng người một. Đội trước thì tự mình lựa chọn bỏ cuộc, đội sau thì là phía tổ chức tuyên bố bọn họ bị loại. Trong chốc lát, kết giới trong khu vực của hai tiểu đội kia co lại, phong ấn hai con Mark kia. Những tiểu đội còn lại, hoặc là dứt khoát lưu loát, hoặc không nhanh không chậm, hoặc khó khăn không chịu nổi, đều hoàn thành vòng thứ nhất. Sau đó, 18 tiểu đội tiến vào vòng thứ hai. Phía trên, mây mù màu đen xuất hiện, bởi vì thao tác ngay từ đầu của tiểu đội thứ ba dẫn đến bây giờ chỉ có thể dùng mây đen để làm tín hiệu đếm ngược thời gian. Bat, Ventura và Blanche đều đứng người lên, Karen thì mở miệng nói, các người tiếp tục nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái, MAS, bố trí lại một trận pháp cầu nối tinh thần. Sau khi đưa ra mệnh lệnh xong, Karen nhìn thoáng qua Ashley, ra hiệu cho cô đi cùng với mình. Karen đi tới phía dưới mây đen, Ashley đứng ở phía sau anh. Trong chốc lát, mây đen nứt ra để lộ một khe hở, một con bạch tuộc to lớn chui ra từ trong khe hở, oanh một tiếng, đi tới trong kết giới. Sau khi huyễn thú Sagai hạ xuống, dương 12 cái xúc tu của mình lên, phát ra tiếng gào thét chói tai. Hai tay Karen thả lỏng phía sau, xung quanh người nổi lên một lớp khói đen dày đặc, cả người bắt đầu trôi bồng bềnh, hai chân cách mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên 100 sợi xiềng xích bay ra từ trên người Karen, phong tỏa và ngăn cản mỗi một cái xúc tu của Sagai, bao gồm cả đầu của Sagai. Oanh! Một tiếng vang lớn lại truyền đến, huyễn thú Sagai lúc trước vẫn còn vô cùng phách lối đã bị một đống xiềng xích màu đen lít nha lít nhít áp chế trên mặt đất. Ashley thấy thế, mở to hai mắt, vẻ mặt tương tự,
xuất hiện ở trong mắt của những thành viên khác phía sau. Triệu hồi, Karen nhắc nhở. À, vâng, đội trưởng. Adly bắt đầu tiến hành triệu hồi, rất nhanh, hình chiếu của một con thằn lằn lửa xuất hiện, trên người của nó có ngọn lửa đang rực cháy. Sau khi bò về hướng của Sagai, ngọn lửa trên người nó cũng bắt đầu lan sang, gây tổn thương kéo dài cho Sagai. Thỉnh thoảng có khói trắng tràn ra từ trên đỉnh đầu của Sagai, nhưng so với hình thể tương đối khổng lồ của nó, vết thương này có chút quá nhỏ bé. Sagai phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, cũng không biết được nó là bởi vì bản thân mình không thể nào động đậy được mà thấy nhục nhã, vẫn là vì bị loại động vật yếu đuối này tấn công mà cảm thấy nhục nhã. Adly lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở, đội trưởng, sức tấn công của nó không phải rất cao. Karen rất bình tĩnh mà gật gật đầu, nói, không vội, từ từ mà đốt. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1105, Anh Karen, 1. Huyễn thú sinh ra từ trong hư không, cơ thể đều có một đặc điểm chung, bọn chúng cũng không phải được cấu tạo thành từ máu thịt thật sự, cơ thể của bọn chúng càng giống như một loại nhựa cây. Thằn lằn lửa leo lên trên người của Sagai, ngọn lửa trên người nó đốt ra những làn khói trắng, giống như là đang dùng lửa để đốt nhựa. Đương nhiên, cách ví von này cũng rất không thỏa đáng, nhưng mà lại phù hợp với hình ảnh lúc này nhất. Từng làn khói trắng không ngừng mà bốc lên, để Karen nhìn thấy Sagai đang không ngừng từ từ suy yếu xuống. Có lẽ thời gian sẽ có chút lâu, nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài, Sagai chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như một người trưởng thành không cách nào động đậy hay né tránh, như vậy thì cho dù chỉ với sức nóng của một que diêm, cũng đủ để đốt chết hắn một cách từ từ. Sở dĩ Karen lựa chọn phương thức này để đối mặt Sagai cũng không phải là bởi vì muốn thể hiện danh tiếng của đội trưởng, mà vì cân nhắc đến việc nếu như tạm thời không thể sử dụng lưỡi đao ám nguyệt và áo giáp hải thần một cách thỏa thích. Năng lượng linh tính tích trữ nhiều như vậy cũng không biết phải dùng vào đâu, đặt ở yên một chỗ thì nó vẫn ở đó, còn không bằng dùng phương thức này để tiêu hao một chút. Làm như vậy còn có thể cho các đội viên của mình có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Đám người Ventura cực kỳ ưu tú, nhưng khả năng bay liên tục lại là nhược điểm ở phương diện này, nhưng lại là điểm mạnh của Karen. Khi năng lượng được tích lũy đủ kinh khủng, thứ gọi là lãng phí, ngược lại sẽ biến thành một việc rất có lợi. Karen lơ lửng bồng bềnh ở nơi đó, không có xê nhích vị trí, Sagai cũng bị khóa chặt ở nơi đó, cũng không cách nào xê dịch vị trí. Đột nhiên, Sagai hé miệng, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen óng ánh từ trong miệng. Nó tựa như đã dự đoán trước Karen sẽ tiến hành ngăn cản, cho nên thứ chất lỏng kia bay được nửa đường thì nổ tung ra, hóa thành một màn màu đen bao trùm về phía Karen. Karen hoặc là rút lui, thả nó tự do, hoặc là bị bao vây bởi chất độc. Trên người của Karen xuất hiện một vầng sáng, đây là thuật pháp cấp thanh tẩy cấp thấp nhất của trật tự. Khi tấm màn chất lỏng màu đen kia bay đến, lớp thanh tẩy trong nháy mắt bị phá hủy, nhưng Karen lại tiếp tục tạo ra một lớp. Sau khi bị phá hủy, lại thực hiện thêm một lần nữa. Thuật pháp cấp thấp nhất, năng lượng tiêu hao rất thấp, Karen cũng không phải thật sự muốn dùng nó để thanh tẩy ô uế, chỉ đang giả bộ một chút thôi. Dù sao, loại ô uế cấp bậc này, anh vốn cũng không cần phải lo. Ngược lại là Sagai sửng sốt một hồi, thấy Karen không trốn không né, bắt đầu càng không ngừng phun thêm về phía Karen. Karen lựa chọn không quan tâm. Blanche mở miệng nói, có thể dùng thuật pháp cấp thấp để chống lại ô uế, chứng minh cấp độ thấu hiểu của đội trưởng đối thuật pháp mục sư cao hơn tôi rất rất nhiều. Thì ra đội trưởng lúc trước nói ngài ấy sẽ tạm thời chỉ sử dụng thuật pháp tăng cường cấp thấp là bởi vì ngài ấy vốn đã đủ. Ventura với tư cách là đội viên cũ, nói, đương nhiên. Bát thì cảm khái nói, một mình đội trưởng làm hết mọi việc của ba người chúng ta. Ba người đều vô ý thức bỏ qua con thằn lằn lửa kia, mặc dù nó là nguồn sát thương chính, nhưng trong mắt bọn họ, chắc là vì đội trưởng sợ Adly thấy buồn chán, cho nên giúp cô tìm một chút cảm giác tồn tại. MAS còn đang bố trí trận pháp, lúc dừng lại suy nghĩ về bước sắp xếp tiếp theo, cậu ta không nhịn được mà nhìn sang kết giới của những tiểu đội khác xung quanh. Ở trong kết giới của những tiểu đội khác thì hầu như là tiết mục đại chiến quái vật bạch tuộc của các thành viên. Còn bên phía tiểu đội của mình, có chút quá yên tĩnh. Nhưng MAS cũng không cảm thấy nhàm chán, trái lại,
cậu ta rất thích cảm giác thoải mái để bố trí trận pháp này. Trong quyển bút ký mà ông Hoven để lại cho Karen có đề cập, sự thoải mái khi bố trí trận pháp gần như là chứng rối loạn cưỡng chế đối với các trận pháp sư. Phần lớn trận pháp sư đều cho rằng việc vội vàng bố trí trận pháp mang tính thực dụng là một sự thỏa hiệp với việc thương mại hóa nghệ thuật trận pháp, là một sự khinh nhờn đối với nghệ thuật trận pháp. Điều làm cho trận pháp sư cảm thấy hưởng thụ nhất cũng là vẻ đẹp mà mỗi trận pháp sư đều theo đuổi, đó là khi phát hiện một con muỗi ở trong phòng, họ có thể có đủ thời gian và điều kiện bố trí ra một cấm trận để cho con muỗi kia bị trục xuất khỏi phòng. Bát mở miệng nói, tiếp đến còn có hai con huyễn thú nữa sao? Ventura nói, có lẽ là sẽ càng mạnh hơn nữa. Blanche nói, nhưng thật ra là càng quý giá hơn. Cứ điểm Augurev trôi nổi bên trong hư không, nếu đóng quân ở chỗ này, thật sự là đi đày trong lúc đi đày, khiến người ta tuyệt vọng hơn cả đi đóng quân ở trên núi tuyết hoặc là hoang mạc. Cũng bởi vậy, đãi ngộ của cứ điểm Augurev cũng tốt hơn rất nhiều. Quân đồn trú ở nơi này ngoại trừ thường ngày đi tuần tra kiểm soát bên ngoài thì việc đi các loại huyễn thú trong hư không cũng là nhiệm vụ mỗi ngày của họ. Sau khi giao nộp đủ số lượng và chủng loại huyễn thú định kỳ lên cho trật tự thần giáo, những phần còn sót lại, cứ điểm có thể tự buôn bán. Tầng lãnh đạo đối với việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như là phúc lợi dành cho quân đồn trú ở cứ điểm. Huyễn thú càng mạnh, cũng càng khó bắt giữ, giá cả cũng sẽ càng cao. Sắp xếp thứ tự theo thực lực, một là vì tiến hành loại các tiểu đội theo cấp độ, một phương diện khác cũng là vì một vài loại huyễn thú đắt giá nếu thả vào ngay vòng thứ nhất thì phải trả một cái giá khá lớn. Đợi đến về sau, số lượng tiểu đội còn lại ít đi, lại thả những con huyễn thú đắt giá vào, chi phí cũng sẽ được giảm xuống. Chương 1106, Anh Karen, 2. Tiểu đội thứ nhất kết thúc. Bát nói, tiểu đội thứ nhất một lần nữa dẫn đầu trong thời gian giải quyết mục tiêu. Blanche mở miệng nói, bọn họ là đại khu Dinger, lúc vừa mới tiến đến, tôi đã nhìn thấy bọn họ cùng chung một nhóm. Bát cười nói, lúc trước có phải cô cũng muốn gia nhập vào trong tiểu đội của bọn họ không? Ừm, đúng thế. Blanche không giấu giếm chút nào, nhưng bọn họ giống như đã sớm chọn được người, cũng là một vị mục sư có bối cảnh kỵ sĩ đoàn, tôi biết cô ta. Xem ra thì bọn họ cũng là đã sớm chọn đúng đề. Bát nói, điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì cha mẹ của Bát và Adly đều đoán đúng đề. Dân cư của đại khu Dinger cũng không tính là đông đúc, đại khu tạo thành từ mấy quốc gia nhỏ ghép lại với nhau, nhưng là giáo đình lại ở ngay trong đại khu Dinger. Bây giờ, cô có thấy hối hận không? Bát hỏi, bây giờ cậu hỏi vấn đề này, cũng không có gì hối hận hay không? Blanche nhún vai, lúc chúng ta hâm mộ bọn họ giải quyết mục tiêu nhanh chóng, bọn họ cũng có thể là đang hâm mộ sự yên tĩnh bên phía chúng ta. Cũng đúng, Bát co giãn bàn tay, thật ra thì tiết tấu của tiểu đội chúng ta càng tốt hơn. Đúng vậy, đội trưởng rõ ràng là đang khống chế sự tiêu hao của chúng ta, để chúng ta có thể cam đoan trạng thái tốt để đối phó với mục tiêu tiếp theo. Thậm chí tôi hoài nghi, đội trưởng bây giờ đã chuẩn bị để đối phó với thần khí vòng cuối cùng trong không gian phong ấn. Trong kết giới của tiểu đội thứ nhất, đám người đang ngồi nghỉ ngơi ở trong, ánh mắt chú ý nhìn về phía tiểu đội thứ ba. Chậc, tôi cảm thấy có chút may mắn, cuối cùng sẽ có hai tiểu đội trúng tuyển, cho nên chúng ta và tiểu đội thứ ba kia sẽ không trở thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Đúng vậy, tuy tốc độ của chúng ta nhanh, nhưng người ta đánh rất có tiết tấu, đó là đội trưởng của bọn họ sao? Đúng thế, một người trấn áp Sagai, anh làm được không, Muri? Làm thì cũng có thể làm được, nhưng ta không có cách làm bằng cách thong dong như hắn được. Năng lượng linh tính dự trữ của hắn vô cùng phong phú. Ha ha, đã không thể dùng từ phong phú để hình dung. Vasio, ta không ngại nếu cậu dùng cái từ kinh khủng này để hình dung đội trưởng của tiểu đội khác, bởi vì hắn ta chịu nổi cái danh xưng này. Dám dùng xiềng xích trật tự để khống chế lại Sagai như vậy, một là hắn ngu, hai là chút ít năng lượng tiêu hao này đối với hắn mà nói thì không đáng kể chút nào. Ta không muốn giao chiến cùng với đối thủ như vậy, cậu có biết không, trừ phi ta có thể trong nháy mắt đánh lén thành công, hoặc là trực tiếp dùng thánh khí mà đánh hắn với sức mạnh vượt trội, nếu không sau khi rơi vào trạng thái giằng co, người thua cuộc chắc chắn là ta. Đúng rồi, Digat, ông nội cậu rời khỏi nhà rồi đúng không? Đúng vậy, đội trưởng, ngay hôm qua. Ừm,
Ông nội cậu là phó chủ quản của bộ môn cấp A trong hệ thống của không gian phong ấn. Ai, ta hoài nghi, nếu như đến cuối cùng huyễn thú không đủ để dùng. Trên trường thi còn thừa lại từ hai tiểu đội trở lại, phía trên sẽ sử dụng sức mạnh của thần khí hệ linh hồn để nhằm vào chúng ta. Sẽ tới mức đó sao? Không rõ ràng, cái này quyết định bởi việc còn lại bao nhiêu tiểu đội. Ngang ngửa với tiểu đội chúng ta thì còn có tiểu đội thứ ba, nếu thật sự kéo đến sau cùng, cũng không có việc gì là không thể nào. Không, tiểu đội thứ ba còn đang bố trí trận pháp, Pasio, cậu có thể nhìn thấy rõ trận pháp thứ hai mà trận pháp sư của họ đang bố trí lúc này không? Trận pháp đầu tiên là trận pháp phòng ngự ba lớp Kendos, bây giờ đang bố trí là trận pháp cầu nối tinh thần, trận pháp cầu nối tinh thần. Trong mắt của Muri lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn ta đang làm chuẩn bị để đối phó với vòng kiểm tra của thần khí. Bởi vì sức mạnh của thần khí đủ để tạo ra hiệu quả đối với tất cả mọi người ở đây trong cùng một thời điểm, cho nên cần trận pháp cầu nối tinh thần để liên thông tất cả mọi người lại, cùng nhau phòng ngự. Lúc trước bọn họ phái ra con chim kia đã nhìn trộm được đề. Tôi đã hiểu, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bố trí ngay. Ừm, vòng tiếp theo cậu cũng không cần tham dự, tranh thủ thời gian bố trí đi. Được rồi, đội trưởng, người thanh niên tên Karen này có chút thú vị. Mosquat nhìn hình ảnh chiếu trước mặt. Gretchen cũng nhẹ gật đầu, nói một người rất có đầu óc, mặc dù là thành viên của đòn roi kỷ luật, nhưng chỉ là đội viên ngoài biên chế. Mosquat, ông có cơ hội đấy. Mosquat phóng đại nói, Verdon sẽ giết ta. Gretchen nói, chính ông ta cũng không phát hiện được nhân tài, nếu không cũng không có khả năng đến bây giờ ngay cả biên chế cũng chưa có. Mosquat sửa lời, chắc cô cũng rất rõ ràng, cậu ta ngay cả giấy chứng nhận thần bộc cũng không muốn đổi, có nghĩa rằng cậu ta cũng chẳng có chút chấp niệm gì với việc vào biên chế. Cũng không xem trọng, dù gì thì xem như một thẩm phán quan, phí trợ cấp mỗi tháng cũng chỉ hơn 1.000 phiếu trật tự mà thôi. Đúng vậy, đãi ngộ và trợ cấp của thần quan cấp cơ sở vẫn có chút thấp, việc này bất lợi cho việc phát triển của cấp cơ sở. Hai người nói đến đây, ngừng lại. Điều kỳ lạ là Hồng Y giáo chủ Chris hay đưa ra lời bình tổng kết sau khi bọn họ thảo luận, lần này lại hiếm thấy không mở miệng nói chuyện, trái lại là đang nhắm mắt, ngáy khò khò. Sự thật chứng minh, nếu như không thể ngăn chặn Sagai ngay từ đầu, năng lực của nó sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho cả tiểu đội. Đang không ngừng có tiểu đội bởi vì Sagai mà bị loại, trong đó còn có tình trạng trọng thương, loại trọng thương này, cho dù sau khi trải qua trị liệu, cũng rất có thể sẽ để lại di chứng. Đây là chuyện không còn cách nào khác, dù sao thì đây cũng không phải là tuyển chọn trong không gian ý thức, dùng cơ thể thật sự để tham gian, mức độ nguy hiểm cũng khó khống chế. Mặt của quan chỉ huy Pang trở nên càng nghiêm trọng. Ông ta đã cảm nhận được rằng chờ đến sau khi cuộc tuyển chọn này kết thúc thì mình sẽ phải gặp áp lực lớn bao nhiêu. Những người trẻ tuổi kia, hoặc là cha mẹ có bối cảnh hoặc là bản thân là ngôi sao tương lai trong mắt những người cầm quyền của các đại khu. Bởi vì mình tổ chức tuyển chọn mà trở thành bệnh nhân tâm thần, nếu đổi ngược là mình thì cũng khó chấp nhận. Hay là, vẫn là ngừng việc triệu hồi đi. Quan chỉ huy Pang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao sặc sỡ như bị một đống thuốc màu nhuộm lên, tiếp tục đóng giữ ở cứ điểm Ogurev, có vẻ cũng rất hạnh phúc. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1107, anh Karen A. Philomena đấm ra một đấm cuối cùng, đánh xuyên qua cơ thể của Sagai, bắt đầu tan rã, sau đó nhanh chóng bay hơi. Ánh mắt của cô ta lạnh lùng nhìn về phía đồng đội của mình, mà ánh mắt của đồng đội cô cũng lạnh lẽo hệt vậy. Philomena hít sâu một hơi, không có nói ra cái từ phế vật này, bởi vì cô còn muốn tranh giành vị trí kia. Nhưng bây giờ xem ra, tỷ lệ thành công là rất mong manh, bởi vì cái tiểu đội này là được chấp vá lại từ những người còn sót cuối cùng. Thực lực của những người ở bên trong cao thấp tạm thời không nhắc đến, nhưng về mặt tính tình, không có ai là thấp cả. Những người nguyện ý hạ thấp đầu, nói những lời dễ nghe thì luôn có thể sớm tìm được tiểu đội. Không ai sẽ từ chối một người hèn mọn đến xin gia nhập, bởi vì một người chỉ huy tốt cũng hiểu được việc lấy đại cục làm trọng. Mà những người không muốn cúi đầu tìm kiếm tổ đội kia, cũng không muốn nói những lời dễ nghe hạ thấp cái tôi của bản thân mà cứ đứng ở nơi đó bày ra vẻ mặt cao ngạo, cuối cùng lại tập trung cùng nhau ở một chỗ.
Nếu như lúc này có người hỏi Philomena phải chăng có cảm thấy hối hận không, cô sẽ chắc chắn trả lời, đúng. Cô hối hận, cô cũng hiểu rõ, cái tiểu đội kia của Karen càng có ưu thế hơn, trong tiểu đội kia, mình có thể đứng ngủ suốt ở bên cạnh. Chờ đến lúc Karen cần, gọi cô thì cô lại ra tay, sau khi giải quyết thì cô còn có thể tiếp tục đi ngủ tĩnh dưỡng. Cô sẽ không giấu giếm ý nghĩ thật sự trong nội tâm của mình, cô quen với việc đối mặt trực diện với nội tâm của mình. Nếu như lại cho cô thêm một cơ hội lựa, cô sẽ nhận lấy miếng điểm tâm kia, cho dù là không ăn. Còn Sagai bên phía Karen lúc này đã tuyệt vọng. Nó vốn là muốn liều mạng, kết quả thì phát hiện lúc người trẻ tuổi này đứng trước mặt mình thì mình đã không thể nào động đậy được nữa. Mà từng luồng ô nhiễm mà bản thân mình phun ra, đối phương có vẻ cũng không thèm để ý chút nào. Người ngoài không cách nào nhìn ra được là nó đang chưa từng ngừng việc công kích tinh thần Karen, nhưng vẫn không có một chút hiệu quả nào. Người trẻ tuổi này tựa như là một ngọn núi vậy, vững vàng trấn áp trên người mình. Thằn lằn lửa dựa vào ngọn lửa trên người mình đã làm cho cơ thể của Sagai tan chảy một nửa. Đây là hiệu quả của việc từ từ đốt từ đầu đến giờ, đồng thời cũng làm cho Sagai càng tuyệt vọng hơn. Lúc này, Karen phát hiện những tiểu đội khác đều đã kết thúc vòng thi này. Hoặc là tiểu đội giải quyết Sagai, hoặc là bị loại. Karen vốn chỉ muốn khống chế tiết tấu hành động, để người trong tiểu đội mình nghỉ ngơi nhiều hơn. Bây giờ xem ra, không còn cần thiết như vậy, bởi vì có hai tiểu đội chiến đấu ác liệt trong khoảng thời gian lâu hơn rất nhiều. Nhưng tình huống này không cách nào biết được trước, cho nên nhất định phải nắm quyền chủ động ở trong tay chính mình. Bây giờ, có thể kết thúc. Karen thu hồi tất cả xiềng xích, Sagai trong nháy mắt đạt được tự do như là phát điên nhào về phía Karen, là huyễn thú mà lại muốn dùng cơ thể để tấn công. Điều này có nghĩa rằng nó đã bị tra tấn đến gần như trở nên điên cuồng, thậm chí có ý muốn nhanh chóng tìm kiếm sự giải thoát, trật tự, ngọn thương trừng phạt. Trên mặt đất trước mặt Karen hiện ra 12 ngọn thương trừng phạt, Sagai thấy được nhưng cũng không có tránh né, cũng không có lượn vòng, trực tiếp lao người về phía trước. Karen giơ tay lên, 12 ngọn thương trừng phạt từ phía dưới trực tiếp đâm vào cơ thể Sagai. Giống, Sagai phát ra một tiếng gầm rú vừa đau đớn lại vui sướng. Oanh, lập tức nổ tung hoàn toàn. Karen vuốt vuốt cổ tay của mình, đầu óc chút hơi choáng, con mắt cảm thấy hơi buồn ngủ, ngực cũng có một chút khó chịu. Đây là phản ứng bình thường do sử dụng năng lượng linh tính trong thời gian dài với cường độ cao. Dù vậy thì năng lượng còn thừa lại vẫn đầy đủ, không, là vô cùng đầy đủ. Trước mắt, khoảng cách đến lúc mình hôn mê vẫn còn cách rất xa, nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi lấy hơi một chút, đạn dược vẫn còn sung túc, nhưng nòng súng đã nóng đỏ, cần thời gian làm nguội. Karen xoay người, ra lệnh, chuẩn bị nghênh đón vòng tiếp theo. Vâng, đội trưởng. Lúc này, trên trường thi còn thừa lại 10 tiểu đội. Trong lòng Karen không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào, tiểu đội thứ nhất và thứ bảy vẫn luôn đem lại áp lực cho anh, còn những tiểu đội còn lại có thể cũng sẽ bất ngờ vươn lên. Nếu như thật sự kéo đến lúc cuối cùng, chờ đến khi thần khí xuất hiện thì... Khi thần khí xuất hiện đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, vận may trở thành yếu tố rất quan trọng trong cuộc tuyển chọn này. Ai thật sự không muốn thi đấu bằng vận may? La la la, la la la, la la la. Một cô bé đang ngồi vắt chéo chân trên một cái tủ kính mà ngân nga giai điệu bài hát. Trong tủ kính phía dưới cô có đặt hai cái đồng xu. Ở một góc vắng vẻ, một đám khí linh nam nữ già cả lớn bé tụ tập ở cùng một chỗ, thương lượng kế hoạch chạy trốn hôm nay. Đây gần như đã là tiết mục thường ngày của bọn chúng, luôn luôn thương lượng không biết mệt mỏi động viên mọi người lên kế hoạch để chạy trốn. Có những khí linh đã thương lượng từ kỷ nguyên trước cho đến cái kỷ nguyên này. Cô bé rất muốn nhắc nhở bọn họ, ây, các người nhìn kìa, cái cổng lớn màu bạc kia bây giờ đã mở ra, đó là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Nhưng cô bé Loia vẫn hiền lành không nói ra, cô biết nếu mình làm như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn. Họ không dám chạy trốn, nếu chạy trốn thất bại bị bắt trở lại thì giá phải trả là sẽ bị đưa vào càng sâu trong không gian phong ấn, ở chỗ này. Ít ra mọi người có thể trò chuyện tán gẫu, có bạn, mà trong không gian phong ấn cấp độ sâu hơn, chỉ còn có sự cô độc vĩnh hằng đang chờ đợi. Bọn họ xem việc thương lượng kế hoạch chạy trốn như một trò chơi, mà bản thân của việc chạy trốn đã mất đi ý nghĩa. Cái này, một cô gái dáng vẻ dịu dàng xuất hiện ở bên người Loia, cô là khí linh của một chiếc đàn hạc,
mà chiếc đàn hạc kia là lễ vật của hải thần đưa cho tình nhân Muse của mình. Chị Lonidan, bé Loia, để chị nói cho em biết một bí mật. Ừm. Em có biết cánh cổng này hôm nay vì sao lại được mở ra không? Ừm. Không phải là có người muốn tới trao đổi thần khí à? Em cũng không hy vọng có người coi trọng em. Hừ hừ, nếu ai đổi em về, em sẽ tìm thời cơ để chơi chết hắn, sau đó đi tìm anh Karen. Không phải, có vẻ như là dự định lựa chọn một món thần khí, đi làm giám khảo cho một cuộc tuyển chọn. À, là như vậy sao? Ừm, bọn họ lúc đầu lựa chọn chị đi, nhưng chị cự tuyệt. À, vì cái gì từ chối vậy? Thật vất vả thì chị mới có cơ hội ra ngoài đấy. Bởi vì tiếng đàn của chị không muốn cho người khác nghe theo ý của họ. Là như vậy sao? Có điều, chị đã đề cử em, đợi chút nữa bọn họ sẽ đến hỏi thăm em. Nhớ kỹ, nhất định phải cho thấy thái độ tốt. Người tham gia lần tuyển chọn này đều là người trẻ tuổi của trật tự thần giáo. Bọn họ lo lắng đó chính là chúng ta sẽ tạo thành tổn thương không thể phục hồi cho những người tham gia. Dù sao thì đây cũng là những người trẻ tuổi ưu tú nhất trong thế hệ này của bọn họ. Cho nên rất cẩn thận trong việc lựa chọn thần khí, em chỉ cần biểu hiện mình hiền hòa và nghe lời thì có thể có được cơ hội ra ngoài hít thở chút không khí. Được rồi, cảm ơn chị, hì hì. Loia hưng phấn tiếp tục quơ chân, ngâm nga bài hát, ngay lập tức cô có vẻ như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, ừm, một đám người trẻ tuổi ưu tú nhất của trật tự thần giáo sao? Vậy anh Karen của mình có thể cũng ở trong đám người hay không nhỉ? Chương 1108, Hành động ngầm, 1. Huyễn thú Redina, cơ thể giống như là nhện, độ cứng, sức mạnh, tốc độ các phương diện cơ thể đều vượt qua những loại huyễn thú khác rất nhiều. Chỉ bằng tố chất cơ thể của nó thôi đều đã đủ để so sánh với các loại yêu thú mạnh mẽ khác, mà lại nó còn am hiểu các kỹ năng tấn công linh hồn. Nó có hai cái khuyết điểm, một là nếu rời khỏi hoàn cảnh sống trong hư không, nó rất khó có thể sống tiếp được. Thứ hai là chu kỳ sống của nó rất ngắn, mặc dù có thể đạt tới tuổi thọ thông thường của con người, nhưng 1/3 quãng đời đầu là ở trong trứng, 1/3 khoảng thời gian sau là để đẻ trứng. Sau khi Atli giới thiệu xong về Redina, Ventura mở miệng hỏi, vậy số lượng của chúng nó chắc hẳn là cực kỳ hy hữu phải không? Sao bọn họ nỡ sử dụng? Bây giờ còn lại 10 tiểu đội, có nghĩa rằng sau đó phải đem ra 10 con Redina. Atli trả lời, Redina không phân biệt được cái, đều có thể đẻ trứng, mà lại bình quân mỗi một con Redina có thể sinh ra 10 quả trứng, cho nên số lượng của bọn chúng cũng không tính là quá thưa thớt. Bát thì mở miệng nói, 1/3 quãng đời trong trứng, 1/3 thì đẻ trứng, không phải cũng giống như con người sao? Blanche phụ họa theo, hoàn toàn chính xác. Con người lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành rồi học tập, sau khi qua tuổi trung niên, bình thường đều tiếp tục lo liệu cho thế hệ sau. Karen cười cười, nói, đó là bởi vì điều kiện gia đình của mấy người tốt. Bat và Blanche cùng nhìn về phía Karen, thật ra bọn họ cũng không quá hiểu ý câu nói vừa rồi, nhưng không ai lại phản biện lại. Ngày bình thường Karen thích xem sách, đã có không ít tác giả biểu hiện ra sự lo lắng đối với mối quan hệ gia đình đạm bạc bên trong các thành thị từ tác phẩm của mình. Trong thành thị cỡ lớn như York, loại hiện tượng này càng thêm phổ biến. Giữa cha mẹ và con cái khi trưởng thành, không sống cùng một chỗ, sau đó bắt đầu giống như là người xa lạ, phân chia giới hạn rất rõ ràng. Chỉ có điều hiện tượng này trong khu vực thuộc địa của đế quốc Win bị thổi phồng bởi văn học gia tại địa phương, cho rằng mối quan hệ lạnh nhạt giữa cha mẹ con cái như vậy mới là điều chính xác, mới là sự tiên tiến. Cũng giống như món ăn của Win khó ăn như vậy nhưng vẫn như cũ tạo được tiếng vang ở các khu vực thuộc địa. Trên thực tế thì các gia đình tầng lớp thượng lưu thật sự của Win vẫn luôn rất xem trọng các mối quan hệ giữa người trong nhà, cũng rất xem trọng truyền thống của gia tộc mình. Bọn người như Bat và Blanche thuở nhỏ sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy thì sẽ tự nhiên mà nghĩ rằng tất cả gia đình khác đều sẽ giống như vậy. Mây đen xuất hiện, nghĩa rằng thời gian đếm ngược đã lại bắt đầu. Dưới sự sắp xếp của Karen, toàn bộ tiểu đội bắt đầu nhanh chóng hành động. Ventura vẫn như cũ đứng bên dưới đám mây, lần này Bat lại không được sắp xếp đứng ở phía sau, mà là đứng ở một hướng khác, bởi vì Karen dự đoán rằng nếu Redina đã có được thể chất mà các loại huyễn thú khác không có, như vậy nó có lẽ rất khó mà giống với hai con huyễn thú lúc trước vừa rơi xuống đã bị đánh phủ đầu, cho nên không thể chỉ chặn, đánh nó từ một phía.
Blanche đứng ở vị trí khác tạo thành một hình tam giác. M.A.S. khởi động trận pháp phòng ngự 3 tầng candles, 3 màn sáng chồng chất lên nhau của trận pháp bắt đầu phát sáng, trên hiệu quả thị giác đã có thể cho người ta cảm giác an toàn rất lớn. M.A.S. cậu tiếp tục bố trí trận pháp cầu nối tinh thần, nhưng cậu cần chú ý tình huống bên ngoài một chút. Vâng, đội trưởng, tôi đã rõ. Karen nhìn về phía Atlee đứng bên người mình, Atlee chủ động giang hai cánh tay mình ra để cho Karen chọn lựa. Atlee, cô có thể nói cho ta biết trong đây có con yêu thú nào có thực lực tương đối mạnh không? Thực lực tương đối mạnh. Atlee cúi đầu, bắt đầu tìm kiếm. Việc này còn cần phải nghĩ. Karen có chút ngoài ý muốn. Ồ, bởi vì cha mẹ tôi mặc kệ là có ích hay vô dụng, dù sao cái gì có thể lấy được, đều bố trí vào hết. Nghe được lời giải thích này, Karen rất lo lắng tiếp theo Atlee sẽ trả lời rằng, thật ra, bọn chúng đều rất yếu. May là Atlee dùng tay trái chỉ vào hình xăm của một con sói, sói bão Mombat. Con này rất mạnh, là con yêu thú mạnh nhất mà cha mẹ tôi từng chạm tay vào, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều chính cha tôi cũng không nghĩ tới, Mombat sẽ nguyện ý để lại dấu ấn của nó. Ừm, không phải là có tình nghĩa sao? Là có tình nghĩa, cha tôi từng giúp nó làm giải phẫu. Vậy thì có vấn đề gì? Giải phẫu triệt sản. Karen trầm mặc. Một mặt là bởi vì triệu hồi ra hình chiếu của Mombat, linh hồn tôi phải chịu đựng quá lớn. Một phương diện khác thì là trước lúc rời khỏi nhà cha tôi đã từng nói. Nói nếu không phải lúc bất đắc dĩ nhất, không nên triệu hồi Mombat ra hỗ trợ, bởi vì cha tôi lo lắng sở dĩ Mombat đồng ý để lại dấu ấn trên tay tôi là muốn tìm thời cơ trả thù nhà chúng tôi. Vậy cha cô sao còn để nó xăm lên thế? Có thể xăm thì cứ để nó xăm, quan trọng là cha tôi còn nói, đến thời khắc mấu chốt nhất, lúc triệu hồi Mombat, tôi có thể hứa hẹn với nó, không? Là lấy danh nghĩa của gia tộc đưa ra lời thề, nếu như nó có thể trợ giúp tôi, đợi đến sau khi trở về, cha tôi sẽ tự quấn băng bản thân mình lại. Atlee, cha cô rất yêu thương cô. Đúng vậy, tôi biết. Cô cứ ở lại trong trận pháp để nghỉ ngơi. Đội trưởng, vừa nãy triệu hồi thần lằn lửa thì tôi cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Ta đã biết, nếu cần, ta sẽ đi qua đó giúp cô cùng triệu hồi sói bão. Trước lúc đó, trước hết cô cứ ở lại nơi này. Chính cô cũng đã nói, Mombat rất mạnh, cho nên ta cần cô khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Vâng, đội trưởng. Karen rời khỏi phạm vi của trận pháp, đi tới bên người Blanche. Blanche, lúc ta đứng bên cạnh cô hãy tập trung tiến hành tăng cường cho hai người bọn họ. Nếu như phía trước có vấn đề xảy ra, sau khi ta tiến lên, cô lập tức rút về trong trận pháp đi. Vâng, đội trưởng. Ridina có đặc điểm thể chất mạnh, rất có thể sẽ dùng phương thức tiêu diệt từng bộ phận để chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1109, Hành động ngầm 2. Cuối cùng thì khe hở lại xuất hiện ra từ bên trong mây đen, một con nhện màu trắng với hình thể to lớn nhô người ra từ trong khe hở, nhưng sau một khắc, nó cũng không có đáp xuống đất, mà là những đốt chân bắt đầu di chuyển trên không trung. Mỗi một lần chân nó tiếp xúc đều tạo ra một sự rung động trong không gian. Cơ thể của nó bắt đầu không ngừng di chuyển trên không. Điều này cũng có nghĩa rằng hàng phòng ngự đầu tiên của Bat và Ventura đã bị Ridina lách qua. Ridina với tốc độ cực nhanh xuất hiện ở phía trên Karen và Blanche, sau đó nhanh chóng thả người xuống. Nó rất thông minh, thậm chí hiểu được việc tấn công hàng hỗ trợ phía sau trước. Nếu như Karen không lựa chọn đứng bên người Blanche, vậy thì Blanche phải một mình mà đối mặt với đợt tấn công đầu tiên của Ridina, lùi sâu về sau. Vâng, đội trưởng. Trong đầu Karen đang nhanh chóng hiện ra những thuật pháp đã học lúc trước. Với anh bây giờ, sự giới hạn của cấp độ đối với việc sử dụng thuật pháp đã rất thấp, bởi vì bình thường tới nói, cảnh giới gì sử dụng thuật pháp đó vốn cũng không phải là một quy định cứng nhắc, mà là căn cứ theo thực lực phổ biến của những người ở cảnh giới này để đưa ra sự cân nhắc tổng thể. Trên thực tế, cảnh giới bây giờ của Karen là thẩm phán quan, nhưng trên phương diện thực lực, đã sớm không phải thẩm phán quan có thể so sánh được. Nhưng anh vẫn là không quen dùng thuật pháp học trong lúc ăn cơm để chiến đấu, bởi vì lưỡi đao ám nguyệt và áo giáp hải thần thật sự dùng rất tốt. Một cái tấn công cao, một cái phòng thủ cao,
trong lúc chiến đấu có thể bỏ qua mọi thứ thừa thãi khác, dùng phương pháp có hiệu quả cao nhất để chiến đấu. Nhưng bây giờ, nhất định phải thay đổi. Karen ngồi xổm xuống, một tay đập xuống mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất chấn động, từ bên trong khe hở của nền gạch, một ngọn lửa màu đen bừng cháy. Khi Rydina rơi xuống được một nửa, Karen đứng người lên, cột lửa màu đen quanh người Karen trong nháy mắt phun ra ngoài. Rydina thấy thế, một cái chân bắn ra, cơ thể của nó nhanh chóng tăng tốc trong không trung, không chỉ né tránh, mà càng bay theo một đường vòng cung về phía trận pháp mà Blanche đang lùi về. Nó vẫn tấn công Blanche. Con mắt trai của Karen hiện ra màu đen sâu thẳm, sức mạnh trật tự vào lúc này được tăng cường. Khi tay của Karen duỗi về phía của Rydina, cột lửa màu đen bên người nhanh chóng đổi hướng về phía Rydina. Trong mắt của Rydina nhanh chóng chuyển động, giữa việc bị thương hay tấn công mục tiêu, nó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, vẫn như cũ tấn công Blanche. Blanche cũng cảm giác nguy hiểm đang đến từ sau lưng, nhưng đã nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng trước tiên rút lui về phía trận pháp. Là một mục sư, tố chất cơ thể của cô tương đối yếu lại không am hiểu chiến đấu cận chiến, thật ra đã mất đi cơ hội phản kháng từ sớm. Khi để trống sau lưng cho kẻ thù, cũng có nghĩa ngươi đã mất đi tất cả thời cơ để bản thân phòng ngự, trừ phi ngươi có người để dựa vào. Brandy chỉ có thể đánh cược đội trưởng có thể cản lại nó kịp thời. Tay trái Karen nhấc lên, oanh, một thứ hình nón nhọn trồi lên từ dưới nền gạch, kéo dài về phía Rydina. Rydina thấy thế, cả người hơi chậm lại một chút, nhưng ngay lúc đó lại bỏ đi một cái chân, tăng cường tốc độ của mình, lách khỏi cái chóp nhọn màu đen kia, tiếp tục lao về phía Blanche. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, trước hết phải giải quyết một đối thủ. Trí thông minh của Rydina rõ ràng cao hơn rất nhiều so với Mark và Sagai lúc nãy. Karen thậm chí nghi ngờ có phải bên phía tổ chức điều chỉnh độ khó, bố trí cho bên mình một con Rydina thông minh hơn để trừng phạt hành vi nhìn trộm lúc đầu. Rốt cuộc thì bên trong 10 con Rydina chắc chắn có sự chênh lệch về chất lượng, việc này thì bên tổ chức biết rõ. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào để phúc khảo hay khiếu nại, giống như khi vượt qua kiểm tra an ninh thì sẽ không xem như gian lận, hành động ngầm của bên tổ chức lách luật cũng không tính là phạm quy. Mặc dù bị cản trở một chút, nhưng Rydina vẫn còn tiếp tục lao về phía Blanche. Con mắt trái của Karen trở nên trống rỗng, tay phải mở ra. Cùng lúc đó, màu đen cột lửa nổ tung, một bàn tay to lớn xuất hiện từ bên trong. Karen không có mạo hiểm mà thử bắt lấy nó, bởi vì nó có thể tránh né một lần nữa, hoặc là sau khi bắt được cũng không thể thiêu cháy nó, ngược lại còn có thể để nó thoát ra một lần nữa. Cho nên, Karen dùng cách bảo đảm nhất, đầu ngón tay khép lại, phất qua một bên. Bàn tay tạo ra từ ngọn lửa màu đen cũng làm động tác giống như Karen. Bốp! Một tiếng vang giòn, Rydina bị hất bay ra ngoài. Thật ra từ lúc Rydina ra khỏi cái khe hở cho tới bây giờ, thời gian rất ngắn, nhưng sau khi Karen quất bay nó đi, tạo khoảng trống cho tiểu đội, Ventura và Bat một lần nữa bắt được vị trí của nó. Bố trí vòng phòng ngự một lần nữa, lần này bọn họ sẽ không lại xem nhẹ khả năng di chuyển trên không của Rydina. Rydina muốn lại lách qua sự ngăn cản của bọn họ sẽ rất khó. Rất nhanh, cả hai bên rơi vào khổ chiến dây dưa nhau. Karen vuốt vuốt cổ tay của mình, vị trí mu bàn tay đỏ ửng lên một mảng, đau rát. Thật, quá không tiện a. Nếu như có thể thỏa thích sử dụng năng lực của lưỡi đao ám nguyệt cùng với áo giáp hải thần, trong tình huống lúc nãy, mình có thể trực tiếp xông về phía Rydina rồi đập cho nó rơi xuống. Blanche trở lại trong trận pháp lập tức xoay người, quan sát chiến cuộc, nhưng Karen cũng không đưa ra mệnh lệnh tiếp theo cho cô. Cho nên ngay lập tức cô cũng không biết mình rốt cuộc có nên quay trở ra hay không, nên biết rằng sử dụng thuật pháp khi ở trong trận pháp thì hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cơ thể của Ventura lại hóa khổng lồ một lần nữa, hai tay giơ lên hai tấm chắn, muốn cố định Rydina lại. Nhưng Rydina lại tránh thoát khỏi sự khống chế của Ventura khi Bat lao đến, tấn công từ bên cạnh, trong đôi mắt của Rydina bắn ra một luồng ánh sáng đỏ. Bat lách qua luồng ánh sáng, không có bị đánh trúng, nhưng ánh sáng màu đỏ sượt qua bên người Bat rồi nổ ra, hóa thành từng sợi tơ. Bao phủ ở trên người cậu ta, hai con ngươi của Bat trong khoảnh khắc bắt đầu đỏ lên, tất nhiên tinh thần đã bị ảnh hưởng. Karen xuất hiện, dùng trật tự thanh tẩy lên người Bat. Mặc dù mỗi một lần dùng đều bị phá hủy rất nhanh, nhưng vẫn đủ thời gian để Bat thành công thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Đội trưởng,
ngài nghỉ ngơi đi. Bát nhìn về phía Karen, trong ánh mắt của cậu ta không có vẻ nào đang gắng sức. Lập tức, Bát nhắm mắt lại, trên mặt và cổ của cậu ta cũng bắt đầu xuất hiện đường vân màu đen. Đây là biểu hiện khi những phù văn khắc trên xương cậu ta tràn ra ngoài. Chương 1110, Hành động ngầm, A. Bát, đây không phải là quyết chiến, dừng lại. Bát mở mắt ra, cậu ta vừa mới chuẩn bị sử dụng bí pháp, kích hoạt năng lượng của phù văn trong cơ thể để cho mình có thể tránh khỏi sự quấy nhiễu tinh thần trong thời gian ngắn. Trong trạng thái này, cậu ta cũng sẽ được tăng nhiều sức mạnh hơn. Nhưng sau khi Karen bảo ngừng lại, Bát vẫn lập tức kết thúc quá trình này. Karen cũng không muốn sau khi Bát dùng bí pháp xong lại chìm vào hôn mê, sau khi giải quyết xong Ridina, còn có Pusin, tiếp đó còn có thể có thần khí xuất hiện. Đến lúc đó, cậu ta cũng chỉ có thể biến thành vướng víu trong đội. Nếu là hình thức tiểu đội, vậy thì tất nhiên phải dùng chiến thuật cân bằng nhất. Cũng chỉ Karen có thể ngăn chặn Bát, để cậu ta không nóng nảy. Nếu như là những người khác làm đội trưởng, Bát vừa mới nãy cũng sẽ không ngừng lại, khuyên người trẻ tuổi luôn là chuyện khó khăn nhất. Ventura và Ridina còn đang dây dưa với nhau, nhưng ở trước sự nhanh nhẹn vô cùng của Ridina, Ventura vụng về tựa như con voi gặp phải ruồi, nhìn có vẻ tràn đầy khí thế, nhưng từ đầu đến cuối cũng không cách nào chạm đến Ridina. Ngược lại bị Ridina phản kích hai lần, một lần Ventura tránh thoát khỏi, một lần tại để lại ba vết cào sau lưng cậu ta. Nếu như không phải cơ thể của cậu ta hóa đá, kia đòn tấn công kia đã có thể trực tiếp để cậu ta trọng thương ngã xuống mất đi sức chiến đấu. Nhưng Ventura cũng có chút nổi nóng, sau khi phát ra tiếng gầm lên giận dữ, cơ thể vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ, còn muốn tiếp tục muốn liều mạng bắt lấy Ridina. Karen xuất hiện ở trước người Ridina, ngăn chặn thế tấn công của cậu ta. Lùi lại tự thanh tẩy cho bản thân đi, cậu không thể bị ô uế hơn. Ô uế trên cơ thể của Ventura chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của ông nội và sự cố gắng của cậu ta mới khống chế được. Hoặc là nói, tạo thành một sự cân bằng, dưới trạng thái cân bằng này, cậu ta có thể xem sự ô uế trở thành năng lực. Nhưng đây cũng không có nghĩa rằng đã từng bị ô uế có thể không cần quan tâm đến việc tiếp tục bị thêm. Trên thực tế, một khi lại bị một loại ô uế khác xâm nhập vào, thì trạng thái cân bằng vốn có trong cơ thể của cậu ta sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó ô uế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ventura giơ hai tay lên, tựa như muốn biểu lộ sự bất mãn đối với việc Karen ngăn mình lại. Nhưng trong hai con ngươi lại nhanh chóng tỉnh táo lại, hai tay từ từ buông xuống, lui người lại, tự thanh tẩy cho bản thân mình. Bắt đối với Karen là sợ hãi, Ventura thì là kính sợ. Khi Karen lại xuất hiện trước mặt Ridina một lần nữa, Ridina không còn dám tấn công bất ngờ, nó có thể cảm giác được người trước mắt là kẻ mạnh nhất trong cả đám người này. Mà lại nó có cảm giác mơ hồ rằng người này vẫn đang luôn kiềm chế bản thân mà không dùng toàn lực. Tuy nhiên nó thật sự không dám tấn công Karen trước, nhưng đây cũng không có nghĩa rằng nó lơ lửng ở đó bất động. Trong khi hai người kia lui lại điều chỉnh trạng thái bản thân thì cùng lúc đó Ridina cũng đang thử vừa kéo giãn khoảng cách vừa tiến hành tập kích quấy rối Karen. Chùm ánh sáng màu đỏ kia càng không ngừng bắn về phía Karen. Karen thì cần muốn tiếp tục cuốn lấy Ridina để nó không dám ra tay với Ventura và Beth, cho nên nửa đường vẫn bị chùm sáng đỏ của Ridina quét trúng. Đòn tấn công tinh thần thật sự không ảnh hưởng gì lớn đối với Karen, hai con mắt của anh chỉ hiện lên màu đỏ nhạt rồi lập tức bị trật tự áp chế xuống. Nhưng chính sự tiếp xúc này để Karen cảm giác được một sự bất thường. Đó chính là sức tấn công tinh thần của Ridina mặc dù rất mãnh liệt nhưng lại lộ ra sự hỗn loạn. Khi dùng tinh thần lực công kích người khác, thật ra cũng là thời điểm để lộ trạng thái tinh thần của bản thân ra trước mặt người khác. Vì sao lại như vậy? Lúc trước khi nó đánh lén Blanche có vẻ rất quả quyết và trầm ổn, nhưng trạng thái tinh thần tại sao lại hỗn loạn như vậy? Không phải bối rối, đó là cái gì? Đầu ngón tay Karen lướt qua hai mắt của mình. Một lăng kính trật tự xuất hiện trước mắt Karen. Đây là một thuật pháp thăm dò cấp thấp. Kết quả thăm dò đó là trạng thái các phương diện của Ridina đều có vẻ hơi hỗn loạn. Adly, dò xét trạng thái của Ridina. Vâng, đội trưởng. Adly đứng ở trong trận pháp dùng ngón trỏ đặt lên trước tròng mắt của mình. Sau đó trong mắt cô có ánh sáng đang chuyển động. Đây là thuật pháp chuyên dùng để dò xét trạng thái của yêu thú. Trong sở nghiên cứu mỗi ngày cô đều cần giúp cha mẹ mình thăm dò báo cáo trạng thái của các loại yêu thú,
tất nhiên sẽ rất thành thạo thuật pháp này. Đội trưởng, trạng thái các phương diện của nó như khí huyết và tinh thần của nó đều có vấn đề, tôi nghi ngờ rằng. Không đợi Adly nói xong, Karen lập tức ra lệnh với Ventura và Bart, ngừng việc tiếp xúc, rút về trong trận pháp. Vâng, đội trưởng. Vâng, đội trưởng. Ventura và Bart lập tức lùi hẳn về phía sau, Karen cũng lùi hẳn người về sau. Ridina thấy thế, muốn thừa cơ tiến lên lôi kéo và tập kích. Nhưng bởi vì Karen là người cuối cùng lui lại chặn đường, mà Karen còn cố ý giơ bàn tay phải lên, cứ thế mà khiến cho Ridina không dám tiếp tục đuổi theo. Sau khi toàn bộ đám người đã trở lại trong trận pháp, Ridina không ngừng tấn công vào trận pháp. Nhưng pháp trận phòng ngự ba lớp Kendos do MAS bố trí không có ưu điểm gì khác ngoài sức phòng ngự mạnh, trận pháp chỉ là run lên mấy luồng gợn sóng, trên chỉnh thể vẫn kiên cố ổn định như cũ. Karen nhìn về hướng của những tiểu đội khác bên cạnh, có kết giới của tiểu đội đang khóa Ridina lại. Tất nhiên tiểu đội bên trong kết giới kia đã bị loại, có tiểu đội đang bị Ridina đè đánh, bị đào thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà tiểu đội thứ nhất và tiểu đội thứ bảy thì đang đánh nhau ác liệt cùng với Ridina. Bây giờ, yên tĩnh nhất chính là kết giới của tiểu đội thứ ba bởi vì bọn họ có một trận pháp phòng ngự kiên cố. Đây là điều người khác dù hâm mộ những cũng khó làm được. Đầu tiên phải đặc biệt dành thời gian và sức lực để trận pháp sư bố trí xong trận pháp. Tiếp theo, trong tiểu đội phải có trận pháp sư chuyên nghiệp. Bát mở miệng hỏi, đội trưởng, chúng ta không tấn công sao? Karen nhẹ gật đầu, nói, không tấn công, chờ hết tác dụng thuốc rồi tính tiếp. Tác dụng thuốc? Bát và Ventura không hiểu ra sao. Trong ống tay áo trái của Karen triệu hồi ra Rubik thuật khóa vừa giúp MAS giữ vững trận pháp, vừa nhìn ra con Ridina bên ngoài đang tìm cách đánh vào, nói, có thể, tin được không? Bọn họ thế mà cho cả đám Ridina này dùng thuốc kích thích. Các bạn vừa nghe xong tập 111 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.